Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Điện Thoại VTV. Thông thường thì đối với những cái phiên bản iOS beta thì mình sẽ không có thường xuyên làm về những cái lỗi hay là những cái update của nó sau khoảng từ 3 cho đến 5 ngày sử dụng. Tuy nhiên thì với cái phiên bản iOS 16.4 beta này thì mình quyết định làm một cái video để có thể chia sẻ với các bạn một vài điều, cũng như là chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem khi nào chúng ta sẽ có một phiên bản iOS 16.4 phiên bản chính thức nhé. Và ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu. Rồi, điều đầu tiên mà mình muốn chia sẻ với các bạn đó chính là không phải những cái tính năng mà Apple họ cập nhật trong cái phiên bản cập nhật lần này. Và ở thời điểm hiện tại thì con iPhone 14 Pro của mình đang sử dụng iOS 16.4 Developer Beta 3. Và như các bạn có thể thấy ở đây thì mình cập nhật từ tuần trước cho đến nay thì khoảng được hơn một tuần rồi, chứ không phải là một tuần nữa nha. Tuy nhiên thì trong khoảng thời gian vừa qua khi mà mình sử dụng thì mình phát hiện nó nảy sinh ra một cái vấn đề trên con 14 Pro của mình, đó chính là rất khó bắt sóng Wi-Fi. Mặc dù ở phòng của mình thì nó chỉ cắt cái modem Wi-Fi qua một cái cánh cửa thôi, tuy nhiên thì khi tối về và mình bắt đầu mình sử dụng thì nó thường xuyên xảy ra cái tình trạng đó chính là bị mất cái sóng Wi-Fi này. Kể cả khi mà mình tích vào và mình tìm kiếm thì cũng không có cái sóng Wi-Fi và cái điểm truy cập Wi-Fi như mình mong muốn. Và bắt buộc trong cái căn nhà của mình, nhưng mình phải chuyển sang dùng 4G các bạn ạ. Thì đây là cái lỗi đầu tiên xảy ra ở trên cái phiên bản cập nhật iOS 16.4 phiên bản Developer Beta 3 này. Ngoài ra thì nó không còn có bất kỳ một cái lỗi nào khác. Tuy nhiên, với một con điện thoại mà nó bị lỗi Wi-Fi thì gần như là cái thế giới của bạn nó bị dập tắt rồi. Đó, chúng ta không thể nào mà chúng ta kết nối với cái thế giới bên ngoài. Mặc dù 4G ở Việt Nam thì cũng tương đối là rẻ, nhưng mà khi mà các bạn đăng ký và chúng ta dùng á thì nó cũng tương đối là short, đúng không? Rồi. Bỏ qua cái vấn đề này thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu hiệu năng của nó sau khoảng một tuần mình sử dụng thì nó có lệch lạc hay là nó có tăng hay là nó có giảm như thế nào hay không nhé. Thì ở đây mình cũng đã tiến hành đo hiệu năng lại thêm một lần nữa để mà có một cái nhìn tổng quan hơn về cái phiên bản cập nhật lần này. Và một cái điểm bất ngờ khi mà mình đo hiệu năng lại lần thứ hai đó chính là hiệu năng nó tăng các bạn ạ. Với cái điểm đơn nhân là 1879 và đa nhân sẽ là 5397. Thì với đơn nhân thì chúng ta tăng khoảng là 6 điểm, còn với đa nhân thì nó tăng khủng khiếp hơn, lên đến tận là 40 điểm lận các bạn ạ. Tuy nhiên thì với cái con iPhone 14 Pro của mình đang sử dụng ở thời điểm hiện tại thì chúng ta rất là khó, như mình đã nói, chúng ta rất là khó để có thể biết được là nó có bị lag hay không. Tại vì đây là một con máy phải nói là flagship ở thời điểm hiện tại rồi, không còn con nào mạnh hơn nữa. Và như các bạn có thể thấy ở đây, mình sử dụng đa nhiệm cực kỳ là nhiều ở trên này và gần như nha, mình không có tắt bất kỳ một cái ứng dụng nào cả. Tuy nhiên thì khi mà mình truy cập vào lại những cái ứng dụng này thì nó cũng tương đối là nhanh để có thể load lại ứng dụng và mình có thể sử dụng một cách ngay lập tức. Đó, một điểm nữa mà các bạn cần phải quan tâm đó chính là vấn đề về pin ở trên cái phiên bản iOS 16.4 này như thế nào. Thì như cái video lúc trước mình đã chia sẻ và với thời điểm hiện tại cũng vậy, mình tương đối là hài lòng với phiên bản cập nhật lần này. Một ngày khi mà mình sử dụng á thì nó bao gồm cả 4G lẫn Wi-Fi, và mình lướt web, mình truy cập vào những cái trang mà sử dụng dữ liệu 4G Wi-Fi liên tục. Đó, và ví dụ như ở đây, trong vòng 10 ngày qua mình có sử dụng 2 ngày gần đây là ngày thứ 2 và ngày thứ 3. Gần như là mình sử dụng 100% cái mức dung lượng pin của máy. Và cái chiếc máy của mình nó trụ được khoảng 9 giờ 35 phút. Một con iPhone 14 Pro của mình và trụ được 9 giờ 35 phút là một cái quãng thời gian cực kỳ là tuyệt vời. Nó đáp ứng cho mình đủ cái nhu cầu cả một ngày làm việc, và thậm chí là khi tối về thì mình mới dùng thêm một ít nữa thì mình mới có thể sạc cho nó. Và ở đây thì những cái tác vụ mà mình sử dụng như mình đã nói với các bạn đều phải truy cập vào dữ liệu và đều phải truy cập vào mạng thì chúng ta mới có thể sử dụng được. Ví dụ như là TikTok nè, ngày thứ hai mình bỏ ra tận 4 tiếng 10 phút để mà mình lướt TikTok. Facebook, YouTube, Messenger và Telegram là những cái ứng dụng mà mình thường xuyên dùng trong vòng một ngày. Đến cái ngày thứ ba thì cái thời gian của mình có tăng hơn, tuy nhiên thì mình cũng có sử dụng cái chế độ là
Ok. Tuy nhiên thì cũng có một số những cái app mình sử dụng màn hình nghỉ, ví dụ như là tối mình có nghe podcast chẳng hạn, thì mình có để máy phát ở đó, dùng Apple Music để có thể phát, và cái thời lượng khi mà mình sử dụng như thế này thì nó sẽ được tính là màn hình nghỉ, thì nó cũng trụ được khoảng thêm 1 giờ 37 phút nữa. Một cái thời lượng pin tương đối là tuyệt vời ở trên cái con máy của mình. Tuy nhiên thì mình vẫn không biết là trên những cái chiếc máy đời cũ hơn, ví dụ như là những con máy iPhone X chẳng hạn, iPhone XS, XS Max, thì thời lượng của nó chắc chắn, thời lượng sử dụng pin của nó sẽ không thể nào bằng con 14 Pro của mình được. Và mặc dù mình đã mua cái chiếc máy này khoảng 6 tháng rồi, tuy nhiên thì cái dung lượng tối đa của nó vẫn đạt là 100%. Các bạn có thể hỏi mình là mình dùng như thế nào để mà giữ được cái mức dùng pin như vậy, thì thực sự là mình cũng chả có dùng khác gì các bạn đâu. Mặc dù là mình có chia sẻ cho các bạn những cái clip để mà chúng ta có thể sử dụng một cách tiết kiệm pin hơn và cái độ chai pin của nó giảm đi, tuy nhiên thì khi mà mình sử dụng á, thì mình vẫn vừa sao vừa dùng, vẫn có nha các bạn. Rồi là mình truy cập vào dữ liệu mạng 3G, 4G, Wi-Fi vẫn liên tục, và độ sáng của mình á thì thông thường mình sẽ giữ ở mức khoảng từ 50-60%. Khi nào mà ra ngoài đường thì mình sẽ đẩy lên khoảng 70-80% mình sử dụng, thì lúc đó cái thời lượng mà mình sử dụng nó sẽ giảm đi một tí. Và với cái công việc của mình á thì mình không có đi ra ngoài nhiều, cho nên với cái mức là khoảng 50% cái độ sáng màn hình và mình sử dụng trong vòng 1 ngày, thì với cái thời lượng này hoàn toàn bình thường và hoàn toàn hợp lý để mà chúng ta có thể cập nhật lên và chúng ta sử dụng. Và cái câu hỏi ở thời điểm hiện tại là khi nào Apple họ sẽ tung ra cái phiên bản iOS 16.4, phiên bản chính thức. Vậy thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu, ở thời điểm hiện tại thì sẽ là phiên bản iOS 16.4, phiên bản Developer Beta 3. Và nếu như chúng ta so về một năm trước ở cái phiên bản iOS 15.4 thì nó được ra mắt chính thức vào ngày 14 tháng 3, có nghĩa là trước cái ngày mình quay clip này một ngày đó. Và ở thời điểm hiện tại thì Apple họ đã trễ cái deadline này khoảng một bản beta, và chúng ta phải đợi thêm một phiên bản nữa, đó chính là iOS 16.4, phiên bản Developer Beta 4. Thì theo như bản thân của mình nhận định á, nó sẽ được ra mắt vào thứ 6 tuần này, và cái phiên bản chính thức thì nó sẽ được ra mắt vào thứ 6 tuần sau, trong tháng này thôi, không thể nào qua tháng 4 được. Để bắt đầu tháng 4 thì Apple họ sẽ tung ra cái bản cập nhật tiếp theo, và chúng ta sẽ có những cái thông tin về phiên bản iOS 17. Và đến tháng 6 khi mà diễn ra cái sự kiện WWDC thì chúng ta sẽ có cái phiên bản iOS 17, phiên bản beta để tất cả mọi người cùng sử dụng. Nói tất cả mọi người thì nó sẽ không đúng, tại vì như mình đã chia sẻ ở những cái video trước, bắt đầu từ cái phiên bản iOS 16.4, Apple họ có cập nhật cho chúng ta một cái tính năng mà khá là bất lợi cho người dùng, đó chính là các bạn sẽ phải tùy chọn giữa việc là chúng ta cập nhật phiên bản Developer Beta hay là Public Beta. Nếu như các bạn sử dụng Developer Beta thì bắt buộc các bạn phải đăng ký một cái tài khoản Developer Beta để mà chúng ta có thể sử dụng được cái tính năng này. Và cái tài khoản này nó sẽ được dùng riêng với cái tài khoản iCloud của bạn, không hề dính dáng gì cả. Các bạn có thể tùy chọn nhé. Một là chúng ta có thể dùng chung, hai là các bạn có thể tách ra hai cái tài khoản, một cái tài khoản iCloud chính để chúng ta có thể sử dụng update những cái dữ liệu cơ bản cá nhân của các bạn, và một cái tài khoản iCloud Developer Beta để các bạn có thể chỉ sử dụng về việc là nâng cấp iOS Developer Beta thôi. Đó là cái tính năng mà sắp tới iOS 17 Apple họ sẽ thêm vào, và chắc chắn là chúng ta sẽ phải chi tiền để chúng ta có thể thử được cái tính năng này. Rồi, và video nhanh ngày hôm nay mình đã chia sẻ với các bạn trải nghiệm của mình sau khoảng một tuần mình sử dụng phiên bản iOS 16.4 Developer Beta 3. Về cảm nhận cá nhân của mình thì ngoài cái việc là nó bắt sóng Wi-Fi không ổn định ra, những cái chức năng khác còn lại vẫn khá là ngon. Về mặt pin thì mình cũng khá là hài lòng với cái phiên bản lần này. Và mình hy vọng trong tuần này khi mà có cái phiên bản Beta 4 thì Apple họ sẽ khắc phục cái tình trạng là bắt Wi-Fi chậm ở trên cái chiếc máy của mình. Thực ra thì đây là một cái lỗi cục bộ thôi. Nó có thể xảy ra với máy mình nhưng nó không xảy ra với máy của những bạn khác. Thì đương nhiên rồi, với những cái phiên bản Beta thì lúc nào nó cũng sẽ có những cái lỗi cục bộ như vậy. Ok, rất cảm ơn các bạn đã theo dõi hết clip của mình. Các bạn cảm thấy sao về phiên bản iOS 16.4 Developer Beta 3? Và các bạn cần Apple họ cải thiện điều gì khi mà cập nhật cái phiên bản chính thức? Hãy comment với mình để mình cùng biết với nhé. Và cũng đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh Điện Thoại Vui TV để ủng hộ mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.